Chào các bạn. Ba khu nghỉ tránh nóng gần Hà Nội. Cách Hà Nội 1 tiếng lái xe, các khu nghỉ ở ngoại thành, Vĩnh Phúc hay Hòa Bình đều có nhiều cây xanh, bể bơi gần sông suối. Nala Garden Farm Tây là khu nghỉ dưỡng sinh thái văn hóa truyền thống Việt tại xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, Hòa Bình. Khu đất rộng 10.000 m2 gồm vườn tược, 10 khu nhà riêng biệt phong cách nhà cổ và khu bungalow. Các công trình tại đây đều sử dụng vật liệu gỗ tái chế thân thiện môi trường như gỗ cọc hồ tiêu, gỗ thanh tà vẹt tàu hỏa hỏng, khung cột nhà cũ. Ngoài ra là gạch đất nung thủ công, ngói, gạch, khung cửa đều đã qua sử dụng. Điểm đặc biệt ở đây là mỗi khu nhà đều có sân rộng, hiên hóng gió ẩn mình dưới bóng cây xanh mát. Ở đây cũng có bể bơi trong mùa hè. Các phòng nghỉ có không gian gần gũi, ấm cúng với tường gạch, sàn nhà gạch bông, nội thất gỗ. Ở đây, du khách có những trải nghiệm hoàn toàn gần thiên nhiên như thăm vườn trái cây, chăm sóc vườn rau củ hay đơn giản ngồi dưới hiên nhà ngắm những vệt nắng len lỏi qua lá cây. Flamingo Railay Resort là khu nghỉ dưỡng xanh nổi tiếng tại miền Bắc, nằm tại xã Ngọc Thanh, thành phố Phúc Yên, Vĩnh Phúc. Trải dài trên diện tích 123 ha, nơi đây sở hữu cảnh quan hồ nước, rừng thông, đồi cỏ, công trình xanh. Forest in the Sky, tòa nhà trong ảnh được trồng 76.000 cây xanh mang đến không khí trong lành và mát mẻ quanh năm. Khu nghỉ có đa dạng phòng nghỉ, căn hộ và biệt thự hồ bơi riêng, tất cả đều nhìn ra khu vườn tươi mát hoặc trong rừng thông. Các căn hộ ở đây được thiết kế theo phong cách hiện đại, trang nhã với tông trắng và cửa kính rộng lớn để đón tối đa gió trời. Ở khu nghỉ dưỡng, trải nghiệm được yêu thích nhất đơn giản là ngồi bên hiên nhà đọc sách, thưởng thức trái cây, hít thở không khí trong lành. Du khách cũng có thể đắm mình trong những bể bơi khắp khu nghỉ dưỡng, xem triển lãm nghệ thuật trong rừng thông, chèo thuyền kayak, đạp xe. Giá lưu trú ở đây từ 1,7 triệu đồng một đêm. Tomodachi Retreat làng Mít là homestay nghỉ dưỡng ở thôn Trại Láng, xã Cổ Đông, Sơn Tây. Ở đây có 30 phòng nghỉ được bao bọc bởi không gian xanh của vườn cây trái làng quê, hồ Láng Hầu. Vì vậy, khu nghỉ có không khí thoáng đãng, trong lành. Các dãy nhà được xây theo hình uốn cong cánh diều và kênh lên khỏi mặt đất để tránh côn trùng, mối mọt và ẩm thấp của miền Bắc. Kiến trúc ở khu nghỉ là sự kết hợp khéo léo giữa mái truyền thống Việt Nam và phong cách Nhật Bản, biểu trưng là sự khoáng đạt, gần gũi thiên nhiên. Trong đó phần mái được làm từ vật liệu tre, vọt gần gũi. Còn trong phòng được làm từ gạch không nung với độ dày vừa đủ để mát mẻ trong mùa hè và ấm áp vào đông. Mỗi khu nhà mang tên một loại quả, thiết kế không giống nhau. Khu nghỉ không phải một nơi thích hợp để tiệc tùng thâu đêm. Đây là nơi để du khách dành những ngày nghỉ ngơi thư giãn nhẹ nhàng, dậy sớm đón bình minh, đạp xe khám phá vùng quê, ngâm chân thảo dược, tận hưởng spa bấm huyệt, tham gia lớp làm bánh cuối tuần hay câu cá, đọc sách, bơi thuyền. Đặc biệt đây có rất nhiều loại mít chín ngon ngọt. Giá lưu trú ở khu nghỉ từ 1.600.000 đồng một đêm.